Quốc Vũ Hậu và Thái Đầu đã kết hợp biểu diễn một màn khảo hạch cực kỳ mãn nhãn và thành công ngoài mong đợi. Điều không ngờ là lực công kích của hồn đạo khí còn mạnh hơn tất cả hồn tôn ba hồn hoàn mà hắn gặp. Bởi vì tu vi mà hắn có hạn nên chỉ có thể thi triển một phần năng lực của hồn đạo khí. Không ngờ là chỉ một phần, nếu như phát huy hết thì không biết sẽ mạnh như thế nào. Phạm Vũ ngỏ ý muốn nhận cậu làm đệ tử của mình. Cậu nhìn về phía Chu Y thấy bà cũng gật đầu tán thành nên Hoắc Vũ Hậu lập tức đồng ý. Phạm Vũ cũng cảm thấy đánh giá của hệ vũ hồn đối với cậu rất không công bằng. Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ chính thức trở thành đệ tử hạch tâm của hồn đạo viện. Hoắc Vũ Hậu vô cùng xúc động, còn Thái Đầu thì cực kỳ vui mừng vì đã có sư đệ. Sau này hai người chính là huynh đệ, bởi vì căn cơ của hồn sư là quan trọng nhất, nên Hoắc Vũ Hậu vẫn phải ở lại hệ vũ hồn để học tập. Sau khi khóa học vũ hồn kết thúc thì lại tới đây học tập tiếp. Mỗi tuần chỉ có một ngày nghỉ thì cậu lại phải tới chỗ Phạm Vũ để học tập. Dù kín lịch nhưng Hoắc Vũ Hậu vẫn không sợ. Phạm Vũ đến gặp phó viện trưởng Tiền Đa Đa. Kế hoạch tân bình của phó viện trưởng đều đặt hết lên người Hoắc Vũ Hậu và Thái Đầu rồi. Phạm Vũ đã có sự tự tin thành công. Trong 10 đến 15 năm thì cực hạn đơn binh sẽ cơ bản thành hình. Phó viện trưởng cực kỳ vui mừng vì điều này. Rốt cuộc cực hạn đơn binh là gì thì vẫn chưa được tiết lộ. Lớp học do Chu Y chủ nhiệm đã được thay mới, toàn là người mới giành chiến thắng trong cuộc thi tân sinh tạo thành. Cho nên, Chu Y chắc chắn sẽ đưa ra yêu cầu cao hơn đối với bọn họ. Sau một vài câu phát biểu, Chu Y lập tức muốn bầu ra lớp phó và trưởng lớp phó. Bà viết ra một số cái tên lên trên bảng. Bọn họ có thể lựa chọn những cái tên này để bầu lớp trưởng. Mọi người đều cực kỳ bất mãn khi thấy cái tên của Hoắc Vũ Hậu cũng có tên trong danh sách. Thế là nữ tử Vu Phong lập tức đứng lên ý kiến, cô không tán thành và cho rằng Hoắc Vũ Hậu không đủ tư cách, còn lấy sự biểu tình của mọi người. Rất nhiều người giơ tay đồng tình với ý kiến của Vu Phong, thế là hai người bọn họ phải ra chiến đấu một trận. Hoắc Vũ Hậu đồng ý với yêu cầu khiêu chiến của Vu Phong. Xét về chênh lệch thì Vu Phong có hai hồn hoàn, còn cậu chỉ có một. Vu Phong còn là hồng lòng vũ hồn có lực uy hiếp cao nhất. Cô ta tự tin mình chỉ cần vài giây là đánh cho nam chính phải nằm liệt giường. Hoắc Vũ Hậu biết sự chênh lệch này, nhưng cậu nhất định phải ứng chiến, nếu không trong lớp này sẽ không có ai thừa nhận cậu. Những người có ý kiến đều được yêu cầu tới chuồng đấu hồn chờ đợi. Tất cả những khán giả quan chiến đều ủng hộ Vu Phong. Tỷ lệ chiến thắng của cô nàng được xác định tới 97%, còn nam chính chỉ có 3% còn lại. Hai người đứng trên cầu chiến đấu, Vu Phong chủ động xông lên tấn công. Chỉ với một vài đòn công kích, Hoắc Vũ Hậu đã bị đánh cho rơi xuống bên dưới. Cô ta thấy vậy càng được đà khoe khoang, cho rằng bản thân không cần dùng tới hồn kỹ. Chỉ cần dùng một đấm bằng hồn lực là đã có thể đánh cho cậu gãy xương rồi. Hoắc Vũ Hậu buộc phải dùng tới tinh thần dò xét để tránh né toàn bộ các đòn tấn công. Chu Y nhận định Vu Phong quá coi thường Hoắc Vũ Hậu rồi. Quả đúng như vậy, cậu nhanh chóng túm được cô ta, sau đó tung một chưởng vào bụng Vu Phong khiến cô ta bay ra xa. Điều này làm cho Vu Phong vô cùng tức giận. Cô bộc phát hồn kỹ quyết định làm thịt nam chính. Toàn thân Vu Phong đều toát ra hỏa diễm, chỉ cần chạm vào là sẽ bị lửa của cô ta đốt. Hoắc Vũ Hậu chật vật chống đỡ, sau vài chiêu không làm gì được nam chính, Vu Phong lại sử dụng đến hồn kỹ thứ hai, ngưng tụ ra một con rồng lửa. Rồng lửa tấn công kịch liệt, liên tục đẩy lùi Hoắc Vũ Hậu về sau. Hoắc Vũ Hậu không kịp tránh né thì đã bị cô ta lao tới đánh tới tấp. Hoắc Vũ Hậu sử dụng ra linh hồn xung kích tấn công linh hồn, nhưng cũng chỉ làm đối thủ choáng được trong giây lát. Chú Ý chứng kiến cảnh tượng này cũng kết luận Hoắc Vũ Hậu chắc chắn thua. Vu Phong lại ngưng tụ hồn kỹ thứ hai, Hoắc Vũ Hậu vẫn không chịu thua. Toàn thân cậu đột nhiên bộc phát hồn lực, ánh mắt cực kỳ sắc bén, soi cho Vu Phong thẫn thờ. Đám người trên đài không biết chuyện gì đã xảy ra, bọn họ lên tiếng yêu cầu Vu Phong sao cứ đứng yên như vậy, giải quyết Hoắc Vũ Hậu nhanh đi. Hồn kỹ của Vu Phong bị tiêu tán, cơ thể không tự chủ được xu lên cầm cập. Cơ thể cậu tỏa ra một luồng sức mạnh vô cùng cổ xưa, lạnh lẽo. Sân đấu bị biến thành một màu xám, cậu sử dụng chiêu thức linh hồn xung kích, đánh thẳng vào đầu Vu Phong khiến cô ta nằm bất tỉnh. Những người trên đài quan sát đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ chỉ biết rằng Vu Phong đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Đến khi màu xám xung quanh tan đi thì đã thấy nằm dưới mặt đất. Hoắc Vũ Hậu hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, tưởng là Thiên Mộng Băng Tầm ra tay, nhưng hắn cũng phủ nhận bản thân mình không được làm. Hoắc Vũ Hậu cũng suýt bị ngất xỉu, cũng may được Phương Đông và Tiêu Tiêu đưa về ký túc xá nghỉ ngơi kịp thời. Lực lượng thần bí tiến vào trong biển tinh thần gặp mặt Thiên Mộng Băng Tầm. Thiên Mộng Băng Tầm lập tức bày tỏ thái độ cứng rắn, hỏi thăm tên này là ai, sao lại tranh giành địa bàn với hắn. Nhưng thân ảnh thần bí kia lại cho rằng Thiên Mộng Băng Tầm không đủ tư cách để hắn tranh giành. Thiên Mộng Băng Tầm thừa biết kẻ trước mắt chỉ là một sợi thần thức, ngay cả một chút năng lượng cũng không có.
Vậy nhưng vẫn đủ để dọa cho con tằm này e sợ. Thần thức Hoắc Vũ Hạo cũng tiến vào bên trong nói chuyện với ông ta. Ông tự giới thiệu mình tên là Y Lai Khắc Từ, vốn không thuộc về thế giới này. Chỉ nhớ rõ lúc mình sắp qua đời, bởi vì lực lượng linh hồn quá mức cường đại, nên một sợi thần thức đã phá vỡ không gian rồi đi tới thế giới này. Rơi đúng vào vị trí Thiên Mộng Băng Tằm đang dung hợp với Hoắc Vũ Hạo, nên cũng nhân cơ hội đó tiến vào trong biển tinh thần của cậu để nung nấu. Ông giải thích mình không có ác ý, chỉ là ông bây giờ vô cùng yếu ớt, cần thời gian để khôi phục thần thức và ký ức. Vừa rồi oán hận trong lòng cậu nổi lên, giúp ông ta tỉnh lại. Ông khuyên cậu không nên bị thù hận che đậy hai mắt. Nói xong, thân hình ông ta lập tức biến mất. Thế nhưng thần thức vẫn y nguyên ở trong biển tinh thần. Thiên Mộng Băng Tằm muốn đuổi tên này ra ngoài nhưng không cách nào làm được. Thiên Mộng Băng Tằm muốn cậu phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Thần thức của tên kia rất cao, bây giờ sống nhờ trong biển tinh thần vẫn không thể làm hại tới cậu được. Nhưng ai biết sau này hắn có lễ oán trả ơn hay không. Chờ sau khi tinh thần của cậu ta đạt tới cảnh giới thần thức của hắn thì mau chóng đuổi hắn ra ngoài. Để làm được điều này thì chỉ ít cũng cần 3.000 năm. Sau khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, cũng may là còn kịp đến lớp đúng giờ. Chú ý vô cùng tức giận vì hành động đám học sinh chất vấn danh sách bầu chọn lớp trường của mình. Cho nên bây giờ bà không còn bầu chọn nữa mà trực tiếp chỉ định. Vương Đồng sẽ làm lớp trưởng, còn Hoắc Vũ Hạo thì làm lớp phó. Sau này còn có ai dám chất vấn quyết định của lão sư thì sẽ bị khai trừ. Rất nhiều học sinh không phục với quyết định này và càng không phục với kết quả chiến đấu ngày hôm qua. Một tên thanh niên đứng lên muốn thi đấu lại với Vương Đồng. Vương Đồng cũng đứng dậy khiêu khích, thích thì đánh, hắn sẽ sợ chắc. Đấy Hoa Bân và Chu Lộ cũng đứng dậy. Hành động này làm cho Chu Ý tức giận. Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé!